Chúng ta cùng khởi sự. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình cớ danh Ngài. Dầu tôi đi trong chủng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào. Cây gậy và cây trượng của Chúa an ủi tôi. Ngài dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật chọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Cảm ơn Chúa vì mỗi cuộc đời chúng ta sống ở trên đất biết Chúa hay không biết Chúa thì đều do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Và khi một người tin cậy Đức Chúa Trời được làm con của Chúa thì mình được Đức Chúa Trời chăn dắt mình mỗi ngày. Và bối cảnh của Thi Thiên 23 là do ông vua David viết. Vì ông vua David đó là một trong những cái vị vua mà trước khi ông làm vua ông là người chăn chiên. Mà khi mà ông chăn chiên á, thì ông là người chăn và ông hiểu được cái con chiên của mình nó cần cái gì. Và sau này trong cái lúc mà ngồi chăn chiên thì ông ấy cảm tạ Chúa và ông ấy viết nên Thi Thiên 23 và ông suy nghĩ giống như là Đức Chúa Trời ấy, là đấng chăn giữ mình, giống như là mình đã chăn giữ cái bầy chiên của mình thế nào. Và trong cái bối cảnh của đồng cỏ ở Trung Đông á, thì nó có rất là nhiều cái chúng ta cần phải học. Ví dụ như là tính cách của con chiên ra sao, rồi khí hậu ở tại đó thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có học cái đó, mà chúng ta chỉ học về về lời của Chúa. Thì ở đây thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ học hai điều. Mình nhận biết về đấng chăn chiên, nhận biết về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Thứ hai là mình có cái thái độ gì ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Thì đầu tiên ở đây mình thấy rằng là trong Thi Thiên 23 ở đây chúng ta ít nhất là có tới 6 điều để chúng ta nhận biết về Chúa. Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ tôi. Đầu tiên Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc và chăm sóc thể xác cũng như tâm hồn, tâm linh. Một con người được tạo dựng nên có ba phần xác, hồn, linh thì Đức Chúa Trời canh giữ và chăm sóc điều này. Về tâm hồn, tâm linh thì Đức Chúa Trời ban cho được bình an, cho được an ninh. Và cái điều này là điều quý hơn hết mà không có thể tìm bất cứ ở nơi nào được ngoài ở trong Đức Chúa Trời mới có điều này. Rồi thể xác thì Chúa cung cấp cho đồ ăn, đồ uống, mọi thứ mỗi ngày. Và cái lời của tác giả Thi Thiên 23 thì thốt lên là tôi không có thiếu thốn gì. Tôi sẽ chẳng có thiếu thốn gì bởi vì Ngài là đấng chăm giữ tôi. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên trời đất biển muôn vật mà chúng ta nhìn thấy đó. Là cái đấng hiện tại bây giờ đang chăm dắt chúng ta, chăm giữ chúng ta thì chúng ta không có sợ tai họa gì, chúng ta không có sợ hãi gì. Đấy là điều đầu tiên chúng ta nhận biết. Điều thứ hai chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng chăn dắt chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng chăn dắt. Thì Đức Chúa Trời là đấng mà chăn giữ và đưa mình vào cái lối công bằng. Cái lối công bằng ở trong câu 3 có nói là Chúa dẫn dắt tôi vào cái lối công bình của Ngài vì cớ sự vinh hiển của Ngài. Thì cái đường công bằng là cái đường mà cái con đường sống để mà mang lại cái ích lợi và giá trị cho cộng đồng vì có vinh hiển của Chúa. Cho nên đó, mỗi một người á, chúng ta sống trên đất á, chúng ta cần có con đường để mà đi, mà Chúa đưa dắt cái con đường của chúng ta vào cái đường chính trực, đường phước hạnh. Đấy là cái đặc điểm thứ hai của Đức Chúa Trời. Thứ ba, Đức Chúa Trời đã đấng thêm sức cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã đấng bổ sức trên tâm hồn, trên tâm linh và thêm sức mới cho mỗi ngày. Thì mỗi ngày khi mà chúng ta làm việc,
chúng ta thấy rằng là có đôi khi là tâm trạng của chúng ta mệt mỏi, không vui, nhưng mà chính Đức Chúa Trời đã đấng bổ sức mới lại cho chúng ta trên tâm linh của chúng ta. Và khi mà chúng ta mệt, làm việc một ngày mệt nhọc thì chúng ta ngủ, Chúa bổ sức lại trên đời sống của chúng ta. Hôm sau chúng ta thấy sức lực của chúng ta mạnh khỏe. Qua ngày Chủ nhật đến ngày thứ hai là chúng ta làm việc thấy mạnh mẽ hơn, bởi vì Chúa thêm sức lại cho chúng ta. Cái điều thứ tư chúng ta nhận biết ở đây là Chúa ở cùng. Chúa ở cùng, và tác giả có nói rằng đầu tôi đi trong chúc mong chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa gì vì Chúa ở cùng tôi. Ở trong câu 4a, Đức Chúa Trời là đấng ở cùng trong mọi công việc, trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong sự chết Chúa cũng ở cùng. Mà sự chết đó thì là cái cao nhất rồi, cái khó khăn nhất rồi. Nhưng mà trong sự chết đó, Chúa còn ở cùng, thì chúng ta không có cái gì phải sợ, phải thụ hãi trên đời sống của chúng ta. Và cái thứ năm chúng ta nhận biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng an ủi. Đức Chúa Trời là đấng an ủi bởi quyền năng của Ngài, bởi lời của Ngài cho đời sống của chúng ta mọi lúc mọi nơi. Khi mà chúng ta bối rối bất an thì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời có trên 5.000 lời hứa cho đời sống của mỗi người. Và lời hứa đó sẽ được Đức Thánh Linh là đấng ban thêm sức, và Ngài là đấng để mà khiến cho cái lời hứa đó được thành hiện thực trên đời sống. Và cái thứ sáu chúng ta nhận biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng sắp đặt. Đức Chúa Trời là đấng sắp sẵn mọi thứ cho tôi. Ngài dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa xúc đầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Đức Chúa Trời sắm sẵn mọi thứ. Đức Chúa Trời dọn bàn. Đức Chúa Trời khiến cho vật thực của mình dư dật, và mọi thứ của mình được dư dật trước mặt kẻ thù. Trước mặt kẻ thù là gì? Là Satan, ma quỷ, là những cái kẻ thù nghịch ở trên thế gian này. Nhiều kẻ thù họ không muốn chúng ta được cái này được cái kia, nhưng mà chính Đức Chúa Trời là đấng đã sẵn sàng điều đó. Và Ngài là đấng sức giàu, Ngài là đấng ban cho đầy dẫy. Cái điều thứ bảy chúng ta học ở đây, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng bất biến. Đức Chúa Trời là đấng còn đến đời đời không bao giờ thay đổi. Ngài là đấng cung cấp phước hạnh và sự thương xót của Ngài cho đời sống của chúng ta, đeo đuổi chúng ta cho đến lâu dài, với một điều kiện chúng ta ở trong nhà. Có nghĩa là ở ngoài đời thì người ta đi tìm cái sự thương xót, tìm cái sự may mắn, nhưng mà ở trong Chúa đó thì phước hạnh và sự thương xót theo cái người tin cậy Chúa Trời. Và bảy cái điều này là bảy cái điều mà Chúa hứa cho đời sống của mỗi chúng ta. Và được tác giả là ông David đã ghi lại trong Kinh Thánh thi thiên này. Và như vậy thì áp dụng là chúng ta cần phải thấy được hai điều. Thứ nhất là chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ chúng ta, đấng dẫn dắt chúng ta, đấng thêm sức mới. Đức Chúa Trời là đấng ở cùng, Đức Chúa Trời là đấng an ủi, Đức Chúa Trời đã đấng sắm sẵn, Đức Chúa Trời đã đấng bất biến trên đời sống của chúng ta. Và cái điều thứ hai là chúng ta cần có cái thái độ và tấm lòng của mình trước mặt Chúa, là chúng ta vui mừng khi chúng ta thấy Chúa đấng chăn giữ, Chúa là đấng làm tất cả những điều đó, thì mình vui mừng, tin cậy, mình can đảm, không sợ hãi, biết ơn Chúa và ngợi khen Chúa luôn luôn trong mọi trường hợp. Ngay cả đi qua chúc mong chết, Chúa còn ở cùng, thì đợi cái điều đó không có điều gì ngăn cản được cái sự ngợi khen của mình đối với Đức Chúa Trời. Và đây là bảy cái điều mà chúng ta nhận biết về Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 23. Và cảm ơn Chúa, chúng ta ở trên cái tinh thần của Thi Thiên 23, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm việc. Chúng ta tin cậy rằng Đức Chúa Trời đã đấng chăn giữ chúng ta, công việc của chúng ta. Đức Chúa Trời đã đấng dẫn dắt, Đức Chúa Trời đã đấng chăm sóc, an ủi, Đức Chúa Trời đã đấng ở cùng. Và nếu Chúa ở cùng thì mọi sự được tốt này. Xin Chúa ban phước lại cho anh chị em trong ngày mới.